Cái số ông rồi lâu vào đi tập 5. Ôi nghe xong thì càng thấy thảm quá vậy. Đừng có khóc nữa. Cho nên sự cố vừa rồi cũng là dựa vào phần ký ức còn lại để đúng mà thôi. Rất nhiều nội dung đều không chắc chắn. Hả? Ăn cái gì? Các người hỏi thì ta liền gửi cho các người nghe. Cứ coi như là một câu chuyện hay là được rồi. Nhưng mà người nói cho người ngoài biết nha. Bọn ta không muốn gây thêm phiền phức đâu. Ai yên tâm đi, nếu không sợ thì sao chúng ta phải vào nhà vệ sinh mà cỡ chứ? Cô thì có bảo vệ riêng tư, lúc giải quyết ở bên ngoài thì không thể nhìn thấy gì hết. Chủ gia đã làm cái gì vậy chứ? Tập thể đi vào nhà vệ sinh nữ. Ôi, ở trong đó tận nửa tiếng vẫn chưa ra. Đâu là biến thái mà 30 người cùng đi vệ sinh với nhau. Nhưng mà câu chuyện này cũng đáng sợ quá đi. Ta vẫn luôn tưởng là cực bắc vọng thành là chuyện trọng sách viết cho nên. Còn cả con rối lúc chịu lời nguyền nữa chứ. Hơn chịu lời nguyền thay cho người khác. Thế thì cũng nghịch thiên quá rồi đi. Cực bắc vọng thành đã biến mất trong một đêm 500 năm trước. Đêm này thì vẫn chưa tìm được bất cứ chứng cứ tồn tại nào của nó. Cho nên bây giờ người ta cho rằng vọng thành chỉ là truyền thuyết. 8 phần đều là thật hơn nữa. Yêu quỷ già già từng nói với ta, con rối chịu lời nguyền là sách cô độc môn của ông ấy. Con rối chịu lời nguyền là một trong những con rối khó luyện nhất thế gian. Tất cả nguyên liệu và chú pháp đều vô cùng phức tạp, yêu cầu với người luyện chớ cũng cực cao. Điều quan trọng nhất là còn một người cam tâm tình nguyện vì người mà gánh vác. Người bị luyện chế cấp bậc càng cao thì nguyền rủa con rối có thể chịu đựng được sẽ càng lớn, độ khó luyện chế cũng càng cao. Không phải luyện người sống đi chứ? Đương nhiên là người sống, không phải luyện thì nghe dẫn cho tự tớ coi cá người biết ôm râu cải tháo à? Thì thôi, ta nghe rồi nha, đây không phải là thắc mắc hay sao? Luyện người sống tà thuật à? Đều là bước đường cùng thôi. Đối phương bằng lòng chịu đựng hết mọi thứ vì người, vậy thì chắc chắn là có quan hệ sâu đậm với người. Nhưng mà một người không có cơ hội để luyện thứ này. À vậy ông đã từng luyện ra chưa? Tan học thôi. Chính là như vậy, rõ ràng chính là ông ta mà. Tự tin chút, bỏ dấu hỏi đi. Nhưng mà nghe miêu tả của mấy thì thiếu thần chú vừa ngồi vừa đẹp trai vừa đỉnh. Nhưng mà yêu gia quỷ già già, tại sao mấy lại muốn biến thành như hiện giờ? Ha ha, ta chỉ được nhánh luôn đây nè. Xin lỗi hành tung sau này của vị thiếu chủ thành đó, ngươi có biết không? Có lẽ là đi cứu giúp những người khác rồi. Bí cảnh này chỉ là một phần nhỏ của bên Nguyên Du Hồ. Muốn biết được chuyện năm đó thì phải đến Bất Thần Châu điều tra ra xem. Ý. Xin tiến thủ của trường đấu chú ý. Trường đấu bây giờ chỉ có thờ một đờ thi bổ sung. Vồn độc quỳnh cửu. Ôi nhìn như vậy đã thơm đề thi bổ sung rượu. Trong vòng độc hơn 15 phút là có thơm mất mà nghĩ đấy. Bây giờ đâu sẽ bắt đầu lan ra từ biên giới trường đấu rồi. Mời các tiền thủ mọi di chuyển tới khu vực an toàn. Hạ không phải chứ, chạy trốn khỏi chất độc ư. Xem ra đây chính là sắp xếp của Tam Thiên Ngũ Đại Nhân rồi. Huyết khí lâu. À đã liên hệ được với nội ứng rồi chứ? Hành động thôi. Ôi đừng nhắc nữa mà mọi người, nhiều quá rồi. Mấy tích trữ của ta cũng đã đầy hết rồi. Ôi xem lại đi mà, mang nhiều thứ một chút đi. Ôi đừng có nhắc nữa mà. Bỏ tới trồng trọt cũng là do thói quen thôi. Trong sông thì cũng không ăn được. Cái người mang đi hết đi. Hiếm khi gặp được người có thể nói chuyện. À nhìn như vậy đã phải đi rồi. À, mọi người à, mọi người có muốn quay về thế giới chủ không? Mọi người có thần trí sẽ không chủ động tấn công loài người. Theo như lý mà nói thì rời khỏi bi cảnh. À phải đấy, giống như là ái nồng mi. Du hồn thì ở đâu cũng không được chào đón. Cho dù ra ngoài cũng sẽ bị tổ chức tu sĩ giết chết. Bọn họ tàn nhẫn hơn học sinh nhiều. Mà cô ta cũng là do bọn họ khâu lại. Cho nên không bằng thì cứ ở lại đây thì hơn. À, bây giờ đây đã có đường hầm rồi. Sau này thì bọn ta chắc chắn sẽ tốt tốt hơn. À, làm người mà, làm ma đều phải nhìn vào tương lai. Không cần phải lo cho bọn ta đâu. À mọi người à, đừng có trèo lên mà. À, độc đến rồi, các người mau chạy đi. Cố lên nhé.
Dòng độc vĩnh cửu, dù trúng ở dưới đất thì cũng không thoát được. Rõ ràng là một cái mũi kèm nhắm vào vô gia. Trong khu an toàn là một bệnh viện không có che chắn gì. Chỉ có thợ mâu chống chị đi tìm ẩn nấp ở khu rừng phía Tây. Cùng mày sở trường của vô vàng là chạy. Nơi tiết trời này hoa hết cả mắt rồi. Chạy thì cũng được gần 3 tiếng rồi. Quái lạ nhỉ. Theo như lý mà nói thì bây giờ có lẽ sắp tới rừng rồi chứ. Sao đến một cái kỳ cũng không thấy thế nhờ. Chị đạo viên à, có phải là chúng ta chỉ nhầm đường rồi không? Chắc là không đâu. Ý? Ái đông? À chị đạo viên. Ôi, tôi nhớ ngài quá đi mất rồi, cuối cùng cũng gặp được ngài rồi. Bọn ta đã trồng ra được giống khoai lang mới rất là thơm. Ôi, này ta mang đi cho ngài xem đây nè, chỉ đạo viên. Chỉ đạo viên đã về rồi. Chỉ đạo viên về rồi. Cái địch vào trong hoang cảnh rồi. Không thể nào, trúng chiêu từ bao giờ vậy chứ? Những người khác đâu? Lão thịt. Lão thịt à, tiểu hí. Cô ca, cô ca. Ở chỉ đạo viên. Ngài quay lại rồi. Hoàn cảnh không chút cảnh giác nào mà lại vô lâu vào đây rồi. Ta có cấp bậc cao nhất ở trong đội cũng không cảm nhận được. Vậy thì mọi người. A Võ, đạo cụ quá khứ và tương lai là do ánh sáng khúc chà của tiết tạo thành hoàn cảnh. Phạm vi ảnh hưởng thì cả tờ chè phủ cả toàn bộ vùng an toàn. Người trúng chiều sẽ bị ký ức sợ hãi nhốt chi phối. Hoặc là chìm đắm trong tương lai mà mình muốn hướng tới. Trong một giác mất đi cái cảm nhận đối với hoàn cảnh xung quanh. Đây chính là đạo cụ cao cấp nhất của Võ Hoàng. Mọi người trên đường đấu không ai có thể trốn thoát. Còn có một số người đã bước vào vùng an toàn rồi, đã trở thành con mồi dẫm vào cái bẫy. Mặc kệ cho người ta sàng xé, tên vô dụng Hồ Tùng lại kìa vẫn phải để cho bốn tiểu thư ra tay. Thì ra chính là một tên bình thường, tầm thường này. Hoàn cảnh này nổi tiếng là khó thoát ra. Cho dù ngươi là thần tuyển chi tử thì có quan hệ với sức mạnh của thần cũng sẽ bị hoàn cảnh cắt đứt rồi. Bây giờ không ai có thể giúp người được nữa rồi. Đạo cụ thăm dò ký ức. Cho ta xem bí mật của ngươi nào. Ây da. Yêu ơi. Ra ngoài rồi á. Kỳ chủ à, vừa làm sao vậy? Đột nhiên mất liên kết với người và thế giới bên ngoài, bị nhốt ở trong vòng tối điện thui luôn. Nè người không sao chứ? Cuồng ca. Ôi cuồng ca. Ôi cái tình khốn nhà người, vừa rồi ngươi đi đâu gì hả? Ta gọi gách cả rộng hỏng luôn mà ngươi lại cũng không ra giúp ta. Hả ngươi đừng có khóc chứ. Ây ra nhanh như vậy đã phá tan ảo cảnh rượu. Lợi hại thật đi. Người này là thần thánh phương nào thế chứ? Cũng được đây chứ. Nhưng mà một người đàn ông sao lại khóc như vậy? Ta thấy đáng thương. Ủi, ta gặp cái tên mặt rùa trong cao cảnh. Ủi cái tên súc sinh đó hãy hủy à bạch trước mặt ta. Ủi ở trước mặt của à bạch hủy luôn cả ta. Hả? Ảo ảnh? Ý không đúng. Bình thường cho dù người rào rơi vào hồn mề hay là ảo ảnh thì ta cũng sẽ không bước vào phòng tối chứ. Đây không phải là ảo ảnh đơn giản đâu. Đây là đạo cụ cao cấp, thậm chí có thể cách biệt ta đấy. Là những hệ thống giả đó bọn họ đã chỉ dấu ký tức, sớm đã chuẩn bị rồi. Hả? Lại là bọn họ? Vậy người đâu chạy đâu mất rồi? Chạy đi đâu rồi? Hả? Tiểu hỷ, hồ lô. Chỉ có hai người bọn họ thôi sao? Sau khi vào ảnh thì có thể chạy lung tung ở trong vô thức. Còn những người khác thì chạy đi hết rồi. Người bình thường không dễ dàng gì tính lại như vậy đâu. Tìm vị trí của mọi người rồi đã nói. Đi tìm Hồ Tùng lại trước. Trên người bọn ta đều có bùa chú của hắn. Lúc vừa mới tính ta lờ mờ đã nhìn thấy một cái đầu lắc lư. Chẳng lẽ là áo giáp của ta sao? Ngươi A Võ, sao tóc của ngươi lại bạc trắng vậy? Sao lại khóc thế? A Võ, Sao thế này? Cô nên tỉnh lại rồi. Vậy mà đã phá hủy được ảo ảnh rồi. Ảo ảnh kỳ lạ quá. A Võ, những người khác đâu rồi? Làm sao mới có tính lại được đây? Vẫn là tóc đỏ đẹp hơn một chút. Đúng thiệt là. Tại sao lại có cả ảo cảnh như thế này chứ? Là ai vậy?
Nhân như vậy đã phá được ao cảnh rồi, lời hại thật đấy. Đáng tiếc chỉ là một y sư, chịu chết đi. Đi. Muốn chạy. Được lắm đi chứ, kéo theo cái tên này mà vẫn có thể chạy nhanh như vậy. Ta cũng sắp cảm động đến nơi rồi đây nè. Tấn công một y sư, chỉ biết chịu đòn thì chẳng thú vị gì hết. Giờ mình quạt kiếm ra đi. Rồi cho ta thơm một cái thôi thì các ca sẽ tha cho con một mạng tới nào hả? Ây da! Wow, đây là kỹ thuật tấn công của Isu sao? Ui, lá chắn làm đau. Vậy mà Isu lại còn có thể dùng vừa lúc chạy vừa tấn công với đối thủ của cấp bậc U. Họ mô dành là cháu gái của Thủy già. À tình... Lúc trước không có sở trường về những thứ này. Xem ra nó đã học được không ít từ chỗ của vô già. Ở thúi thà mỗi y sư mà lại thủ đoạn không ít hả? Ông này sẽ chơi tích cung với ngươi. Đứng đứa cô ta chỉ thoát. Dùng đạo cụ ở trong người có thạch chiếc gió trước đi đã. Ảo cảnh có thời hạn, hắn đã tỉnh lại thì khó mà làm được đi. Đạo cụ người vật quay nhiễu. Chuyện gì vậy? Nó là pháp thuật gì? Không chạm vào được, cũng không thể thoát ra được. Cảm giác này giống với chiêu thức của thí sinh lúc đó quá. Xuống đi. Thế này mà vẫn bảo vệ hắn sao? Đúng là có tình cơ nghĩa. Tiếc là bản thân cô cũng khó mà giữ mãn rồi. A Võ. Ôi mẹ ơi, tính gì nhanh thật đi. Đừng hoảng. Đạo cụ hóa ngoại phân thân. Hắn có hai tay khó định lại bốn tay. Định đúng lúc lắm. Võ kỹ quan chi bạo thuẫn phượng. Không gục chết trên dưới đất cũng ổn ổn đâu. Ôi cái địch. À đàn bà thúi thà, hủy hội việc của ta. Đừng hồn đồn đinh cô ấy. Chạy trước đã. Đừng có hồn chạy. À vò, đừng có đuổi nữa. Rất có thể sẽ rơi vào bầy đấy. Chúng ta còn có ít người. Vẫn nên tìm đồng đội trước đã rồi tính. Đâu cô còn đâu không. Mấy người này kỳ lạ là ai đi chưa? Tại sao lại có thể xác định được vị trí của bọn ta chuẩn xác như vậy? Là tuyết, không chỉ là tuyết. Là tự do, là không khí thơm ngọt. Sở tinh thần đã trúng hoang thuật rồi. Ba người độc ác kia cũng đã trúng luôn hoang thuật rồi. Bọn họ sẽ bị xử lý ngay thôi. Bây giờ chỉ cần để đồng bọn xác định thân phận của sở tinh thần. Nhiệm vụ của ta coi như là kết thúc rồi. Ôi, ta sắp chuyển mình rồi, kết thúc nhiệm vụ nổi gián rồi. Ta sẽ suy nghĩ dài hạn, ta muốn đi nghỉ ở Hải Dương Quốc. Đi chết đi, sở tinh thần. Nhìn biệt nhé, sở tinh thần. Nờ, người đó làm cái gì vậy? Ây gió, kêu cái gì mà kêu cấm mồm cho ta? Thu hút kẻ định đến tập, ta đập chết người. Hả, không phải thân phận không được xác định thì hắn cũng sẽ đuổi khỏi trường học thì sao? Sao hắn đã xuất hiện ở đây chứ? Có chấn đường, ta đã nhận hết người, một muốn chết rồi, thế mà người lại ở đây làm người tiếc. Nhưng mà mấy ta cũng tìm được một tên tao đây. Nè, để ý bốn người này giúp ta, ta đi gọi họ dậy. Cứ đợi ngốc như thế sẽ làm chống trở việc quá. Nà, tính dậy đi, tiểu quý. Tính thật rồi nè. Hi con à, cảm thấy thế nào? Ui, to quá. To. Ây là trời. Sườn hòa cát khốn kiếp. Đã thế này rồi mà con quấn lý ta không buồn. Điên hả? Đã trúng âm diệu của ta huyễn khí lâu như vậy. Ta không yên ổn thì các người cũng đừng hòng sống sót. Nói hay lắm. Họ phủ gấp á thì sao? Còn không phải thì ta chém giết sao? Hay lắm. Ba bên hỗn chiến. Tây tự là sườn hòa cát tuy mạnh, nhưng mà người lại không đủ, lại hao tốn tổn lớn không cầm cự được lâu.
Wow, bọn họ đánh nhau đẹp thiệt. Nhưng lại không có chí khí gì. Hả? Thời cơ tốt đi, xin hãy hoàn thành nhiệm vụ. Anh hùng có nguyên nhân quét sạch đồ học cáo của Tây Tự, thu nhận các cậu ấy vào hậu cung. Người lại nữa rồi. Hồi tích cực lên cho ta. Đi, ngươi nhìn tiểu hỷ kia kìa. À, lạc sở thì tỷ hà đừng có cản ta, ta phải dâng hiến tâm can cho tỷ ấy. Đúng thiệt là phèn phước vô hạnh pháp luận đã. À, có cần giúp gì không? Đừng có cướp vai diễn của ta. Ây da, ôi tỷ tỷ đi theo ta. Muốn đi đừng không chạy. Hả, tên này ở đâu ra vậy? Gió hồn kỹ mị hoặc chi thành, vợ người chạy cùng hắn rồi. Cái đợt mó người quỳ sao lại đánh nhau rồi? Đừng có tự tàn sát lẫn nhau chứ. Người là giám húc vợ ta, ông đi giết chết ngươi. Hả, nói lần lên tình, ngươi làm gì có vợ? À phải hả, ta làm gì có vợ nhỉ? Người Tây Tử đâu rồi? Hồi bây giờ an toàn rồi giọt. Cảm ơn công tử vừa đã ra tay cứu giúp. À, không cần cảm ơn đâu, thực ra ta cũng không muốn cứu. Lời thoại chiến thuật của Long Ngạo Thiên là cô nương xinh đẹp như tiền lại bị cái ác ức hiếp, bất cứ ai nhìn thấy cũng không thể nhẫn tâm chịu đựng. Ta ra tay cứu giúp thì cũng là do ta tình nguyện, huống hồ hả? À, là cô nương xinh đẹp như tiên đã bị cái ác ức hiếp, bất cứ ai nhìn thấy cũng không chịu được. À, ra tay cứu giúp cũng là chuyện thường tình. Nào, đọc cho cẩn thận đi chứ. Đây là con núi vàng đích thân ông viết ra, cầu các em lấy nhờ uy lực của nó thì không ai có thể chống nổi được đâu. Để nói là ta sẽ giúp ngươi về nhà mà. Vậy thì hoàn thành chỉ thị cho ta, cho tử tế đi. À, Lộc Tỳ à, sở tinh thần có phải là có bệnh thần kinh gì không? Nói chuyện sến sắm như vậy à, còn miệng đọc ngang mắt dọc nữa chứ. Đừng có coi thường hắn. Ta có một câu hỏi. Tây Tử không phải chỉ nhận con gái từ sao? Đời già vóc dáng của ông tráng kiện như vậy cũng là đệ tử Tây Tự sao? Đại gia, người đó ai là đại gia? Người ta là một cô gái đấy. Cái gì? Con gái Tây Tự đầu bông râu sao? Người ta ban đầu không phải là như thế này, không phải cơ thể của ta. Người ta pháp khí kiếm hồ lô, đây mới là cơ thể của người ta. Ôi, cơ thể của ta bao giờ mới có thể đổi lại được chứ? Ta còn muốn làm giá giả xấu xí đâu, sống chết mất thôi. À, thực ra cô ấy là kỳ diệp tử sư muội của ta. Trong lúc chiến đấu với Sườn Hòa, cá đã trúng lời nguyền hoán đổi, đã hoán đổi thân xác với người này. Ôi, ta cũng đen đủ quá mà. Cường ca làm gì đây? Đạo cụ cấp địa. Ta mới là người đen đuổi khốn kiếp nghiền rủa hóa khôi hãm hại tỷ muội của ta, lại dùng nghiền rủa hóa đuổi hại ta, ta tấn chết ngươi. À, kỳ diệp tử à, đừng có đánh chết hắn chứ. Hắn chết rồi thì núi thì khôi cũng có chuyện luôn đấy, muội cũng vì vậy mà bị lội luôn đấy. Ôi, người ta buồn bực quá mà lắc tí à. Ôi, xin lỗi là tí à, ta không có chết được tấn sắc này hả? Kỳ chủ, đây là đạo cụ cấp địa lộ nhân hóa. Đạo cụ hệ thống được chia thành 5 cấp bậc: thiên địa huyền hòa, cao cấp và bình thường. Trạng thái của nó lại khác biệt với nhau, cấp bậc càng cao thì càng ẩn náu. Lộ nhân hóa có thể khiến cho người ta trở nên bình thường, mời mọc toàn bộ thuộc tính của người khác. Họ đến cấp bậc qua đường. Đạo cụ của đối thủ cạnh tranh của Long Ngạo Thiên là cái loại thấp kém này, mà tìm cơ hội để cô ấy lấy đạo cụ xuống đi. Còn đơn giản như vậy đâu. Đạo cụ lỗi nghiện rúa này một khi đã được ấn xuống thì rất có thể lấy ra. Phải có một loại khí loại bỏ nghiện rúa thích hợp mới được. Hơn nữa không chỉ là ở trên người của Lạc Sở, mà trên người của hai người đó cũng có. Có lẽ là trong lúc đánh nhau bị tháo vào rồi. Những người này cũng coi như là nhân tài thời đại mới, toàn là đạo cụ cấp địa ra tay cũng hào phóng thì đi. Mà hình như ta biết hệ thống giá định làm cái gì rồi. Tình hình thế nào?
lại đi theo rồi tiếp tục đào. Kỳ lạ, chúng ta trúng kỹ như vậy rồi sao bọn họ luôn có thể cảm thấy chúng ta? Không biết, giống như là biết rõ vị trí của chúng ta vậy. Sau khi trúng huyền cảnh, Lý Mộc là người tỉnh táo nhất. Đồng đội quay quanh đây cũng không tản ra quá xa. Bọn ta thì mau chóng ra đường hầm để tránh truy sát của huyền khí lầu. Tuy đã tìm thấy 13 người nhưng thực lực tổng thể thì vẫn rất yếu, chỉ có thể bị động trung tránh. Nếu như thịt tuyết võ hay là công chúa ở đây thì tốt quá rồi. Mọi người đã ở đâu vậy chưa? Đi. Ây da, chạy trốn cũng vội từ đấy. Hai ta đuổi lâu như vậy mà vẫn không có cơ hội để ra tay. Mau ra tay đi, trong ấn giữa những người khác nữa. Công chúa là mục tiêu của chúng ta, cô gái này có thể thà. Những người này là có ý gì vậy? Bọn họ muốn làm gì Điện Hạ đây? Mau tính lại đi Điện Hạ. À đi cứu Điện Hạ với. Điện Hạ mau tính lại đi. Đúng là một con chó ngon, đã ra nông nỗi này mà còn vẫn không quên chủ. Vậy thì ta tiễn ngươi lên đường trước vậy. Điện Hạ, các người đã bất chấp mẫu hậu, giết hết các người. Xem chiêu võ hồn ngốc chi tỏa. Chết đi. Hỏi hả? Chết đi. Đi. Mau chạy đi. Đi. Điện hả? Công chúa bị hại bị ma nhập rồi à? Đôi mắt đó là sao vậy? Không phải nói Điện Hạ bẩm sinh đã có sức mạnh cuồng hóa sao? Nhưng mà rõ ràng trạng thái của quả ấy không đúng. Điên cuồng chi huyết, huyết mạch không tốt mà tiếng hoàng hậu khâu thi để lại. Thiên phú càng cao thì sức mạnh nghiền rủa sẽ càng mạnh. Cùng với sự tăng trưởng của tuổi tác mà lời nghi sẽ ăn mòn thần thức khiến cho người ta trở nên điên cuồng. Một khi phá điện, hồn lực trong người sẽ tự cháy, sức chiến đấu cũng tăng lên mạnh mẽ. Nhưng mà sự nâng cao này là do đó đổi được lấy từ hao tổn sinh mệnh, lấy còn có sát ý, không phân địch rõ tà. Chỉ còn mà thì mới có đầu tử màu đỏ, lúc cậu già bị diệt tộc. Ta đã từng khuyên bị hạ đổi máu cho công chúa, tẩy đi những thứ không lành. Nhưng mà bị hạ lại cho rằng công chúa chưa bị ảnh hưởng, đã từ chối. Đến bây giờ lại để cho thiên hạ nhìn thấy trò cười của hoàng thất, công chúa điên cuồng. Như vậy thật sự là không ổn. Điện hạ tính lại đi. Người sao vậy? Tính lại đi. Giết chết người. Không nhìn nổi nữa rồi, phát điên với cả đồng đội à? Ôi đúng là không ổn rồi đây. Công chúa Điện Hạ khống phụng ngâm, khống phụng ngâm là kiệt sở thế hệ tân sinh của Tây Tự học phủ, nghe nói đã là bán bộ võ tông. Ôi là người có khả năng đột phá võ hoàn cảnh nhất trong thế hệ tân sinh mới. Ôi nổi danh với Thanh Sơn Long Ngâm tiên tử. Ôi phong ngâm tử sắp ra tay rồi. Tuy nói về đẹp của cô ấy luôn thu hút ánh mắt nhìn hơn thực lực, nhưng mà không đau phù à. Nhưng vừa rồi tại sao lại cái ngày như vậy? Nha đầu này luôn khiêm tốn, không ngờ lại muốn đối đầu với công chúa Điện Hạ. Nha đầu đi đã nghĩ cái gì vậy? Tại sao lại nhúng tay vào việc này? Điên cuồng rồi mà cũng có thể nhận ra ta sao? Thì ra cô ấy để ý ta tới như vậy ư? Ta giết chết cô. Giết ai cơ? Nếu như làm điên loạn giết người ở đây thì mẹ cô chết uống rồi. Cô, ta sẽ không đánh nhau với kẻ điên, cho nên cô hóng gió một chút, bình tĩnh đi. Yên tâm, ta rất giỏi không chia gió đấy. Điên hả? Ôi
Người còn sao chứ đi hả? Chồng chóng mặt bà ha. Ôi có bị thương rồi. Ta cũng bị thương rồi. Sao tay của ta lại cháy rồi? Biết đâu rồi à? Tính rồi sao? Không phòng ngắm. Thiên hạ được ra tay. Vừa rồi may mà có Khổng tiểu thư giúp đỡ. Ta cũng không cần cô ta giúp. Hắc Ti và trưởng không cần Huyền Ngang nữa đâu. Điện hạ luôn có cái nhìn phiến diện về ta. Chứ dù ta làm thế nào thì cô ấy cũng không vui. Có đừng buồn mà Điện hạ không có ác ý đâu. Điện hạ tốt xấu gì cũng là không tí thừa cũng đã giúp đỡ chúng ta. Cô giả nói duyên giúp cô ta có là thuộc hạ của ta hay là thuộc hạ của cô ta gì? Hồi phán đồ, cô đi chơi với cô ta đi. Chúng ta chia đôi con đường từ đây. Buông ra. Alo alo, nghe thấy hãy trả lời, hãy trả lời nghe thấy. Ôi sư phụ. Ôi tốt quá rồi, bộ truyền âm còn có thể dùng được. Mọi người à, tôi tính rồi sao? Báo cáo tình hình vị trí của bản thân đi. Chúng ta đảm bảo an toàn của bản thân trước rồi từ từ lại gần vị trí của nhau. Lo thật điện hạ, mọi người có bị huyễn khí lâu tấn công không? Đã gặp rồi. Sao sư huynh lại biết được? Huynh cũng gặp phải sao? Quá nhiều. Mọi người đều không có ngồi lọ. Huyễn khí lâu chính là nhằm vào cách tình anh của thế hệ tân sinh. Mọi người bảo vệ bản thân cho tốt. Tiếp theo, chúng ta có được điểm sẽ rất khó khăn. Đặc biệt là Điền Hà. Cô là người có sức mạnh tới cầu mạnh nhất trong chúng ta. Nhất định không được kích động. Phải rồi. Bây giờ chúng ta hợp tác với Tý Tự. Nếu như gặp được thì đừng có ra tay. Ôi trời ơi, chúng ta là đối tác rồi đấy. Ai hợp tác với cô? Vì Nam Nghi cầu nhỏ, thành Đông cầu xin tiếp ứng. Chúng ta bị Nghiệt Lĩnh đánh lén rồi. Bọn họ hợp tác khiết kỳ lâu. Số người cấp bậc đều vượt xa chúng ta. Một đám chuột thúi cũng muốn đầu hàng. Cuối cùng cũng bị ta tóm được một tên. Lý Mộc bị bọn họ bắt được rồi. Nói, đồng bộ khác của người trốn ở đâu? Mò nói cái tình này, tắt mấy cái rồi cũng có mũi ra được cái gì. Cái đám người này vô cùng gian xảo, chúng ta không thể khinh địch được. Nhất định phải tóm cho ra bằng hết. Đừng có làm những chuyện phí sức nữa, ta không nói không đâu. Các người chỉ cái chút bản lĩnh này thì sao? Còn không bằng giết chết ta luôn đi. Có cục khí, bồi phục. Vậy thì đổi cách khác nhé. Ây dô! Cậu ta là ngục sứ, cho nên ta rất biết có nhiều cách gì vò người khác. Cảm giác thế nào? Bộ hình trong này có thể khiến cho cảm giác đầu đứng gấp bội vừa duy trì lâu. Nói thật đi, ta cũng khá thích thú với vô dạng. Kiểu mà bố trí đánh thành cái bộ dạng như bây giờ. Nhưng mà nhà ta cũng chỉ là một hồ nhỏ. Tỷ luyện của ta phải hoàn toàn dựa vào chủ gia. Lần này vốn là nên phối hợp thi đấu với Chu Công Tử. Nhưng cái khác thì các ngươi lại phá hủy hết toàn bộ kế hoạch rồi. Ấy do Chu Ngọc Phong chỉ còn cảm thấy là bản thân lơ là. Chỉ là rất ta giúp đỡ không có lợi. Cho nên ta nhất định phải nhân lúc Uyên Khí Lầu băng lông hợp tác. Giết cho Chu Công Tử xả cục tức này. Người không nói thì cũng không sao. Ta cảm thấy đồng đội của người cũng khá hòa hợp đấy. Câu thẩm như vậy rồi mà đồng đội cũng không muốn là như vậy có đúng không? Được rồi, đây chỉ là muốn khai vị thôi. Không chống đỡ được thì có thể từ bỏ. Tự động từ bỏ trừ 3 điểm. Nhưng mà đối với nhóm đội cái kiểu như các người thì 3 điểm cũng rất quý giá mà nhỉ. Lũ súc sinh đó, bọn họ đang giày vò Lý Mục. Đừng kích động, bọn họ chỉ muốn ép chúng ta ra ngoài thôi. Vậy phải làm sao đây? Bảo ta cứ trơ mắt nhìn. Mà nhìn sao? Hồi tiếp ứng bao giờ mới tới chưa? Đừng có chỉ trông chờ tiếp ứng nữa. Mọi người ai cũng có công việc cần làm. Sao có thể tới đây có chúng ta chưa? Muốn trách thì trách chúng ta quá yếu thôi. Dừng lại rồi, sao quá ý không câu nữa? Không câu tiếng nào à? Không được câu, không được câu. Đừng có khiến đồng đội phải đấu tranh. Đừng có khiến đồng đội phải đắc ý. Ta nhất định không thể kéo chân đồng đội. Bọn chúng đều có thể nhìn thấy đúng không? Vậy mà lại không ra cứu người. Đồng đội muốn lên thực đấy. Sao phải chịu khổ sở như vậy chứ? Ta còn có chút đồng cảm với ngươi rồi đấy. Rơi vào nước bường này rồi. Đây là bản thân ta phạm lỗi. Hậu quả đương nhiên là bản thân ta tự gánh chịu. Không cần cứu viện. Mẹ sẽ vứt bỏ người. Cha sẽ phản bội người. Suy cho cùng thì con người cũng chỉ có thể dựa vào bản thân.
Ta không cần sự đồng cảm và thương hại của người khác, cũng không mong chờ cái gọi là giúp đỡ. Hả? Tam công chúa, con được con cá lớn rồi, đừng để cô ta chạy mất. Ngu dốt, không nên cứ cứu ta. Ta cấp bậc không cao cũng đáng. Người câm mồm đi. Người này ở đây cũng là thì phải, chứ sẽ không phải là vẻ sai. Một mình cô đi tiếp viện, như vậy thì quá nguy hiểm rồi. Vẫn là để ta đi theo thì hơn. Người đã như vậy rồi, nghỉ ngơi đi. Không phải chúng ta là đối tác hay sao? Hết cách nhờ cô dẫn cô ấy đến chỗ sư phụ vậy. Để cho cô ấy một mình ở lại đây, ta không yên tâm. Ta đi đến điểm tiếp viện xem thử, vừa hay cũng rất gần chúng ta. Nhưng mà một mình Yên Hà đi, yên tâm đi, ta sẽ không, sẽ xem tình hình, sẽ không để bản thân rơi vào nguy hiểm đâu. Ta không phải đồ ngốc, ta chính là một tên ngốc. Huy công chúa là tam công chúa, bản lý của ta nhiều người quá rồi đấy. Đa số đội của bọn họ đều trốn vào đây. Ngu gì mà ta không nên, cô không nên đến đây để cứu ta. Vậy thì phải làm sao? Không lẽ bắt ta đứt nhịn? Ha ha ha, có lời hại đến mấy thì hai tay hai chân cũng khó mà địch lại bốn tay. Cô chết chắc rồi. Cút. Cô người lời còn bị mắng, đúng là còn bị xấu, tốt xấu. Mà kìa ta, cô mau chờ đi, ta đã liên lụy cô rồi. Cô là lực tấn công mạnh nhất của đội ta, nếu như còn vai ta thì cô nhất định sẽ có thể lấy được nhiều điểm hơn. Cùng xông lên xem cô ta có thể chống cự được bao lâu. Không mà tới lễ đồng đội, chạy ra đây làm anh hùng. Mồm lòng yếu đuối, kết sức mà lại không có mù. Đúng là phải cảm ơn Điện Hạ đến đã tặng điểm cho bọn ta đi. Ta là con người như vậy đi, chỉ cần là cùng đồng đội với ta thì ta sẽ không ngồi kệ mặc yên. Cho dù là bẫy thì ta cũng bước vào. Bọn công chúa chính là như vậy. Cảm thấy ta ngu thì cứ cho là ta ngu đi. Còn với lợi ích đồng đội, ta lấy thêm vài điểm cũng không phải là được rồi hay sao? Trách nhiệm ta nên gánh vác, ta chưa từng trốn tránh. Người ở trong kết giới xem cho đã mất đi. Quay về cho ta. Chật chật, để cho cô ta lấy điểm đến một chút là chạy. Từ từ tiêu tốn hết sức của cô ta đi. Ý do nhiều người quá, là ta đã liên lụy mọi người. Nếu như không phải ta thì mọi người có thể lấy được nhiều điểm hơn. Tình ngốc tự cho mình là đúng, chỉ dựa vào người mà cũng có thể liên lụy tới ta. Đừng có coi thường ta, không mà tới lợi ích của đồng đội, chạy ra đây làm anh hùng. Ta không phải là muốn làm anh hùng, không mang tới đại cục. Trước lúc bị loại thì nhất định phải lấy nhiều điểm một chút. 10 tên, ít nhất phải dưới tới 10 tên nữa thì mới có thể tính là dư. Ý, ai da, hả, chuyện gì vậy? Hắn chạm vào máu của công chúa, không dập được. Một tên, hai tên, các ngươi là một đội. Mọi người phạm lỗi thì tất cả cùng gánh chịu. Là ngươi đã làm liên lụy đến bọn họ. Ta không làm liên lụy tới đồng đội. Mò tên. Ui, cái địch mạnh quá, sao lại trở nên mạnh như vậy chứ? Anh đã cứ lại gần, ở đến từ xa thôi. Món điên cuồng lại pha tác rồi. Xem ra lần này có nghiêm trọng hơn lần trước. Hồn lực hoàn toàn bị đốt cháy, không thể không chế được. Đốt cháy là mất mạng. Cái lỗi cơ thể tổn thất này của cuộc thi cũng không thể bù trừ được. Tạm thời dừng cuộc thi, bảo công chúa ra khỏi trường thi. Ở đây hoàng tử à, thi đấu không thể tạm dừng, cũng không thể bị động rơi khỏi cuộc thi. Đại hoàng tử, đừng dội. Nếu vì vậy mà dừng cuộc thi, không phải là bất công với những người khác sao? Chuyện này mà truyền ra ngoài thì chỉ tổn hại tới uy nghiêm của hoàng gia. Mong ngài bình tĩnh một chút. Nhưng mà tiêu quỷ đã quá sức rồi, nếu như còn đốt cháy nữa như thế này thì mùa ấy sẽ không thể tu luyện được nữa.
Bận quá, không được ngài. Vậy cố thêm một chút nữa. Cố thêm một chút nữa. Đi ta, lấy thêm vài điểm. Đến hồng lực của bản thân cũng không thể không chớ được. Cô muốn tự mình thiêu đốt bản thân đến thế sao? Ra ngoài nghi ngờ một chút đi. Không được, đừng để ta gục ngã ở đây. Ta vẫn chưa đủ điểm để ta. Điện hạ, người là người có sức tấn công mạnh nhất trong số chúng ta, nhất định không được kích động. Xin lỗi. Công chúa bị lôi rồi. Chúng ta không giúp được cô ấy, chỉ có thể nhân lúc hỗn loạn đưa Lý Mộc ra ngoài thôi. Xin lỗi. Đều ta. Ta bọn ta quá vô dụng. Nhưng mà lúc trước kẻ địch giống như là đã nắm chắc phương hướng hành động của chúng ta. Vậy vốn là không thoát được. Không còn tự trách đâu. Bây giờ đối phương còn đuổi theo không? Không còn. Bọn họ và Thành Sơn đối đầu với nhau. Là vấn nhân mão của Thành Sơn. Người của Thành Sơn sao lại ở đây? Vấn Thành Mão, ngươi đường đường là cấp bậc giáo tổng, vậy mà lại đến đây cướp điểm của Bồ Tát. Cướp điểm? Các người muốn kéo dài thời gian, thiêu phớt của ta đi chứ. Sau nhiều lời với bọn chúng làm cái gì? Lên. Thanh Sơn thì ta không đánh lại được đâu. Chạy mau. Võ Sự Kỷ cử kiếm với trận. Cử kiếm này cũng có thể có tốc độ bày bố nhanh như vậy. Không hổ là đại đệ tử của Thanh Sơn. Ngủ mộ tờ đây. Trên kia của hắn là cái gì vậy? Hình như là cháu gái của Tiết gia chủ. Xem ra hắn rất là thâm tình với người đấy. Được rồi, tháng trước hắn còn dán khống phòng ngầm vào Tây Tự mà. Dán hình liền kiếm cũng không phải là chuyện hiếm có gì. Thanh Sơn chủ tụ kiếm, dấu hồn gì cũng bị coi là kiếm mà dùng. Hiếm thấy cô quái nhưng mà cũng mạnh mẽ vô cùng. Nghiệt lĩnh này chắc là gục hết ở đây. Đi. Dám dùng ảo ảnh ám hại bọn ta. Đừng có tin nồ, đừng hồng rồi cô đi. Xin tiễn thủ. Trận đấu chú ý. Vòng đấu của trận đấu đã bắt đầu từ nhỏ. Mấy cái tiễn thủ mau chóng rút lui khỏi khu vực an toàn. Cái gì? Lại thu hẹp. Ngoài ra, trong khu vực an toàn nhất lại có dấu hạn một cộng điểm. Huyền băng nghìn năm. Đội tìm thấy là có thể được cộng thêm 20 điểm. 20 điểm. Ảo ảnh khiến cho đồng đội bị giết trở tay không kịp. 20 điểm này thì sự là quá quan trọng. Toàn thể đều có. Màu chống áp sát thành đồng cầu. Tìm kiếm huyền băng nghìn năm. Thành đồng cầu khu vực an toàn. Sư tỷ, có mục tiêu đó đã bị cài đầu cụ rồi. Vẫn đang chạy đến khu vực an toàn. Bắt đầu đi. Chúng ta đã vào khu vực an toàn rồi chưa? Chúng ta đã cách khu vực an toàn rồi còn. Cẩn thận mấy phục màu trống tìm hạng mục cộng điểm. Anh Linh, so với trước lại sẽ như vậy. Đó là cái gì? Chạy đi. Chạy mau. Thiếu chủ, đây là cái gì? Chị màu đi là dấu hồn về hồn già đấy. Đây là ác quỷ lấy ba hồn bày phách lên thức ăn. Còn biết đột xá nữa. Chứ dù là có quy định bảo vệ cuộc thì bị nó làm cho bị thương. Nhẹ thì tinh hồn, hao tổn nặng thì cả đời. Này cũng quỵt như là tôi luôn. Giống dĩ bọn ta là người đến khu vực an toàn sớm nhất. Ai mà biết trên mặt đất bằng của thành đồng cầu lại bay ra mấy cái thứ quái vị này chứ. Mặt băng của thành đồng cầu. Cái gì Hường lão đã từng nói với bọn ta? Trong thành đồng cầu phòng ấn rất nhiều du hồn tới cực bất thành vọng thành mấy trăm năm nay. Rồi không sao, nhưng mà sao bây giờ lại chạy hết ra ngoài rồi? Ký chủ càng yếu thì hiệu quả của đạo cụ sẽ càng mạnh. Mà về hồn giả du hồ này chính là cách tốt nhất để làm cho chúng yếu đi. Một lưới bắt gọn mấy thiên kiêu chi tử này. Bên ngoài là độc, bên trong là phê hồn giả. Lần này người không thoát đi đâu. Sở tinh thần. Ôi chuyện gì vậy? Màn hình bị đớ rồi sao? Đó có phải là du hồn về hồn không? Không phải chứ, thứ đó nguy hiểm lắm.
chạm phải là hồn bay phách tán. Sao trong trường thị lại có thứ đó? Trước khi dùng không kiểm tra sao? Rồi này sao trường thị lúc nào cũng có vấn đề vậy? Liên hệ sư giả thần quốc, xin tạm ngưng cuộc thi. Phệ hồn quỷ có phải là phệ ôn giả không? Quỳ tránh xa phệ hồn giả quỷ sau một chút. Đứa nhận hút đi. Sao mở hình lấy đứa rồi? Ông phụ nhân đừng hoảng. Thật sự là có nguy hiểm thì nó cũng có thể từ bỏ quyền dự thi. Con trai cứng đầu mức nào ông không biết gì sao? Nếu như có mà từ bỏ quyền dự thi thì lớn cũng biết trèo cây rồi. Mau đi liên hệ với bên tổ chức cuộc thi đi, dừng cuộc thi lại. Đó là thứ gì vậy? Người phía trước nói trong khu an toàn đã xuất hiện phệ hồn quỷ. Phệ hồn quỷ? Hắn từ bỏ quyền dự thi rồi. Chạy cũng nhanh quá rồi đấy. Phía trước xuất hiện phệ hồn quỷ, đệ tử Thành Sơn rút về sau. Đến biên giới khu vực độc trời đà. Sao lại thế này? Những thứ này không thể tự mình chạy ra được à? Chắc chắn là có người đã phá hủy phòng ấn. Dưới hồ hàng đồng phòng ấn thì phệ hồn quỷ chỉ là các hương lão và chúng ta biết. Ngàn vạn phòng vẫn bị lộ ra ngoài rồi. Hồ Tùng Lai, tình điên huyền khí lầu đó không sợ là bản thân cũng bị phệ hồn quỷ ăn mất sao? Bọn chúng lấy lắm làm như vậy thì nhất định có cách bảo vệ bản thân. Để tiêu diệt sức mạnh của Tần Sinh, hệ thống giả nhất định sẽ không từ thủ đoạn. Bảo mọi người vừa lùi về sau đi trước đi. Sống sót được bao lâu hay bấy lâu? Sở tiên sinh à, có nghe thấy không? Thì tỷ, sao thế? Người khuyên A Võ đi. Ta không kéo quả ấy được, đi được. Bọn ta đã chạm phải phê ông quý rồi. Vốn định lùi về phía sau, nhưng A Võ nhất quyết không đi. Cậu ấy nói muốn cản phê ông quý lại. Đùa cái gì chứ, lão thịt mau rút đi. Nếu như rút lùi thì thứ này sẽ bày khắp nơi ở trong phòng một nén hương. Ta có tự tính khắc chế đối với chúng. Nhất định phải ngăn chặn bọn chúng rồi đi. Chặn cái cục khí. Trời sập thì đỡ người cao chống đĩa. Quỳnh xong lên làm cái gì? Muốn lộng phí nhường hả? Từ bỏ quyền thì đấu, cùng lắm thì cùng nhau từ bỏ. Vậy thì chúng ta sẽ thua thiệt. Thua triệt đỡ rồi. Hơn nữa sợ Quỳnh à, chúng ta có thể từ bỏ quyền thi đấu rồi coi đi. Nhưng mà hương lão cũng bất lợi đồn thì sao? Hôm mai có thể cứu được bọn họ. Kiếp trước chỉ được khổ cực, sau khi chết cũng bị quỷ đồ can xé. Số mệnh này cũng quá bất công rồi. Ta phải chiến đấu vì bọn họ. Đừng quản ta nữa. Các huynh lùi trước đi. Tất cả mọi người lập tức lùi về biên giới cổ độc. Hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có thể có quyền từ bỏ thi đấu. Tính mạng là an toàn nhất, đừng có lờ mờ nữa, mau rút lui đi. Vậy ngươi định làm cái gì? Đi tính sổ. Sở Tinh Thần, tính sổ cái gì cơ, ngươi định làm cái gì? Hồi nãy luôn có chính kiến, ngươi đừng có qua đó. Đừng có do dự nữa, ở đây chúng ta đã không thể nào khống chế được nữa rồi. Mau rút lui thôi. Đệ nhân à, tốc độ phán tán của vệ hồn bị kiềm chế lại rồi. Hình như là Hoàng Minh Kiếm đang cản chúng lại. Hoàng Minh Kiếm đúng là một tên liều lĩnh, nhưng mà cũng rất hợp ý ta. Nếu như đã tự nộp mạng thì ta chỉ giúp hắn chết mồ một chút. Ý là ai vậy? Chốt. Xem ra vừa rồi đánh không đủ mạnh rồi, vậy mà lại tìm tới tầng cửa rồi. Có thể nhìn thấy được đạo cụ ẩn thần của ta đi. Sở Tinh Thần, quả nhiên ngươi chính là người được thần chọn. Hồi chính là hắn, vậy mà là hắn thực. Nửa nén hương trước, sở huynh, hồi ta ra. Không phải chúng ta rút lui sao? Phía trước là phệ hồn quỷ. Huynh định làm gì vậy? Công pháp độc hòa Phật huyệt thủ. Không cử động được nữa. Hắn biết chiêu này từ bao giờ. Cường ca, nếu như bọn họ dùng đạo cụ giao lưu, vậy thì ngươi có thể thông qua truyền tiền của đồ Tùng Lai định vị được cái vị trí huyền khí lầu không? Ngươi muốn đi tìm người của huyền khí lầu sao? Ngươi điên rồi à, chúng ta sẽ lụ đấy. Phệ hồn quỷ thì càng ngày càng nhiều. Lớp thịt thì không chống cự được bao lâu nữa đâu. Tôi nhất định phải mau chóng tìm được hệ thống giả, sửa lại lỗ hổng. Còn về việc lộ thì sớm muộn gì cũng phải gặp hệ thống giả thôi.
Vừa hay phế hồng quỷ cũng đã quấy rối trận pháp giám sát, đã hoàn toàn cắt đứt liên hệ ở trong trường thi rồi. Cho nên chỉ cần mau chóng giải quyết trong trường thi là được. Cố lên, mau chóng làm cô ta yếu đi, ta phải tóm được cái đạo cụ hệ thống của cô ta. Mạnh quá cấp võ vương, đây mới là thực lực thực sự của người, có đúng không? Không cần đạo cụ cũng có thực lực như vậy, chẳng trách lại có thể giết được tam vạn linh tam thập thức. Nhưng mà ngươi đừng có tưởng như vậy giống như là cái tên vô dụng đó. Ta chỉ nói tàn quan đạo cụ đâu, đạo cụ cường lực tăng phúc. Nếu ngươi đã mạnh như vậy thì đổ chiêu với nó đi. Đợi võ sư ký cảnh tượng anh tự. Đó là vành đai rồi. Trước tiên qua đây xem thế nào. Phương hôn quý quả thật là quá nguy hiểm, nếu như không ổn thì chúng ta định bỏ quyền thôi. Ta cảm thấy phê hồng giả đang dừng lại rồi. Trước đó lan ra rất nhanh, hình như có ai đó ngăn chúng lại. Và mình kiếm người vô gián đâu rồi? Ô hộ chị ra chưa? Ý, đó không phải là tiểu hồ ly bên vô gián sao? Sao lại vậy chúng ta? Nè nè, để cái lại gần sẽ không có bẫy gì chứ. Đâm đố có người đâu? Không phải bẫy đâu, bây giờ lấy điểm cũng không có ý nghĩa gì nữa rồi. Ta chỉ là xin các người giúp đỡ không? Chiến đấu cấp võ vừa thật là khiến cho người ta hoa mắt. Nhưng người càng mạnh thì cái bóng của người sẽ càng mạnh. Giờ dù làm sao có thể đánh lợi được bản thân mình chứ? Công pháp độc hoa Phật thị thủ, kiếm quá sơ tinh thần à? Sao ngươi lại bị đánh rồi? Ôi vàng lận quá rồi, từ công pháp đến kích đấu nó lại cũng sao chép liệu. Đừng có tốn sức vì hắn nữa chị, hồn lực của người không nhiều đâu, đánh nhanh thắng nhanh đi. Nói thì nhẹ nhàng đấy, hắn là bản sao chép của ta đó. Ngươi nhìn cái gương mặt đẹp trai của hắn kìa, ôi thần thủ lại lên hoặc ấy. Người con trai hùng mỹ như vậy đến thế nào được chứ? Nè nè nè, có biết xấu hổ không vậy trời? Điểm yếu phải nghĩ cho kỹ đi, người không có điểm yếu đâu hay sao? À không có, ta cũng rất là đấu đầu. Này, ai da? Ôi áp mạch của ta tại sao lại phá hủy rau xanh chứ? Cơ hội diệt kháng ác độc. Lại rồi cái ảnh áp ảnh. Người đừng có nhìn, đánh tiếp đi. Ôi tàn nhẫn quá rồi. Hả? Này, thứ gì vậy? Chiêu này ta không biết. Nó đã hóa thành cái bóng rồi. Cẩn thận đi, thứ này rất khó giải quyết. Ta vẫn luôn rất tò mò thân lịch thân tuyển dị tử, tại sao ngươi lại không có dùng đạo cụ? Lúc trước là vì chị giấu thân phận, bây giờ lại không cần thêm vì chị giấu nữa đâu. Nhưng vừa rồi cái bóng áp chế ngươi vẫn không chịu dùng. Không, giờ ta đã hiểu rồi, không phải người không chịu dùng, mà là hệ thống của người vốn là không có đạo cụ, có đúng không? Hai bộ tài lục trước còn cẩn thận thăm dò, thì ra hệ thống của người lại yếu đuối tới như vậy. Không gian hệ thống xấu xí này đúng là nực cười. Tuy chỉ có thở mơ hồ cảm nhận được, nhưng ta đã bắt được nó rồi. Giao nó ra cho Thiên Ngũ đại nhân thì chắc chắn hắn sẽ rất là vui. Bây giờ sống không ổn rồi, sắp bị lôi ra ngoài rồi. Cường ca, Sở Tiến Thần, kém quá rồi đấy, bị một hệ thống giả ép thịnh thế này. Ai mà biết được cô ta đột nhiên thọ tới vào chứ, hệ thống mạnh hơn gấp 10 lần. Cái tên mặt rỗ kia, ta vẫn là trạng thái sơ khai, không thể chống lại được cô ta. Người bỏ tay ra, hôn thế của người sẽ bị xé thành từng mảnh đấy. Buông tay ra đi, ngươi phải làm sao đây, đừng có từ bỏ, phải nghĩ cách cho ta. Cơ thể của ta, sao có thể muốn đến thì đến, muốn đi thì đi chứ. Ồ, cùng lúc đối phó với cái bóng mà lại vẫn có thể phần tầm kéo hệ thống mượt. Sức mạnh tinh thần cũng mạnh quá rồi. 106